Hai loại trà, trà sữa và trà con cá à? Trà chanh con cá. 93% trà chanh con cá. Uống luôn. Đúng không? Đúng, trà chanh con cá. Giữa trời trưa nắng Hà Nội mình đã phải phóng xe ra đường để mua được bằng được em nó. Đây mọi người, đúng trà chanh con cá chưa? Làm ngụm cho mát lại đã. Ngon nha, ngon nha. Mình sẽ múc cho mọi người xem hình con cá nó có đẹp không nha. Bảo sao các bạn nhỏ rất thích cái món này là đúng thôi. Một hình con cá rất là đáng yêu luôn. Để mình cho nó vào nước. Như con cá thật luôn. Sạch sạch như cẩu thạch ấy. Các bạn nhỏ rất là mê luôn. Cái hạt trứng mọi người ơi. Không có hạt trứng nữa. Giống quả trứng kinh khủng luôn ấy. Hai màu giống hết nhau luôn. Giải nhiệt mùa hè.